Chào tất cả các bạn, mình là Xuân Hồng đi sale và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một cái app mà có thể giúp đỡ các bạn kiếm tiền online ngay tại nhà các bạn ha, bằng việc đi chợ thôi. Các bạn có tin không? Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu một chút về Mio các bạn ha. Mio là một trong những cái ứng dụng điện thoại giúp cho các bạn có thể đi chợ tại nhà. Và mình có 5 lý do mà để các bạn lựa chọn cái app Mio. Thứ nhất là rất là tiện lợi đúng không ạ? Các bạn có thể đi chợ tại nhà, tiết kiệm thời gian, công sức và giảm thiểu tất cả những chi phí cơ hội. Ví dụ như là các bạn phải đi xe nè, khói bụi nè, kẹt xe vân vân. Thứ hai nữa là chất lượng sản phẩm vô cùng uy tín các bạn nhé. Được cung cấp bởi những cái nhà cung cấp rất là có tiếng trên thị trường và có giấy kiểm nghiệm đàng hoàng luôn. Đó. Cái thứ ba đó là các bạn được miễn phí giao hàng. Với đơn hàng trên 200 ngàn thì các bạn đã được giao hàng tận nhà rồi các bạn. Cái thứ tư đó là các bạn sẽ được bao ăn một đổi một luôn. Trong trường hợp nếu liên quan đến chất lượng của sản phẩm mà các bạn không hài lòng hoặc là những cái vấn đề mà các bạn cảm thấy là chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng, các bạn sẽ một đổi một ngay lập tức. Và cái thứ năm, app Mio có thể giúp đỡ các bạn đó là rất là đa dạng hàng hóa. Ở trên đó các bạn có thể đi chợ về rau, củ, quả, thịt, cá đầy đủ. Và mình nhân đây thì mình cũng có giới thiệu một chút về app Mio Partner. Mio Partner là một cái app dành cho đối tác của Mio các bạn ha. Cái app Mio là dành cho khách hàng thôi. Những cái bạn mà muốn giải quyết vấn đề đi chợ mà chúng ta không muốn đi tới tận chợ, chúng ta đi chợ online thì chúng ta sử dụng app Mio. Còn nếu như các bạn nào mà muốn kiếm tiền và trở thành đối tác của Mio thông qua cái app Mio Partner này á, thì các bạn sẽ download app Mio Partner. Và cũng có 5 lý do mà mình khuyến khích các bạn tại sao mà chúng ta nên trở thành đối tác của Mio. Thứ nhất là Mio là một cái giải pháp giúp các bạn đi chợ và các bạn nhận được chiết khấu. Nếu các bạn là partner thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được chiết khấu tốt hơn là các bạn là khách hàng rồi, tại vì các bạn mua sắm thường xuyên. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể nhập sỉ luôn hàng hóa của Mio về để bán lại cho những cái người gần nhà, hoặc là bạn đi chợ dùm những người thân hoặc là những cái người xung quanh để các bạn nhận được cái phần trăm chiết khấu từ Mio. Bởi vì thay vì những cái người gần nhà các bạn đó, họ tự đi chợ thì họ đi thông qua bạn và bạn sẽ có một cái kênh khách hàng trung thành, thì các bạn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc và các bạn làm sao đó để nhận đơn hàng cho họ và họ có thể tới tận nhà các bạn lấy hàng, hoặc là các bạn có thể liên hệ với Mio để nhờ Mio chuyển hàng đến tận nhà của khách hàng bạn. Thì dĩ nhiên chuyển nhà hàng tới tận nhà thì sẽ phải trả thêm phí ship rồi, nhưng mà phí ship thì cũng không bao nhiêu cả các bạn đó. Rồi lý do thứ ba là các bạn chỉ cần thông qua một cái app điện thoại như thế này thôi là các bạn đã có thêm chi phí rồi. Thứ nhất là nếu mà bạn một cái đơn hàng thì ít nhất bây giờ tại thời điểm hiện tại thì Mio chiết khấu tới 10% cho các bạn. Và nếu mà bạn nào trở thành partner thì đơn hàng đầu tiên Mio giảm tới 40% cho các bạn luôn. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta không ngay lập tức tải app xuống cả các bạn. Đó, đó là lý do thứ ba đúng không các bạn? Lý do thứ tư đó là vận chuyển tận nhà. Nếu giả sử các bạn đi bán bất cứ một cái gì á thì các bạn lại phải nhập hàng này, tồn kho này, rủi ro kinh doanh này, nhưng đây Mio lo hết cho các bạn. Cái việc của các bạn là chỉ cần đi chợ dùng người khác hoặc là giới thiệu khách hàng vô trong hệ thống là coi như là chúng ta đã có thêm thu nhập rồi. Đó là một cái phần thu nhập thụ động rất là tốt các bạn ha. Cái cuối cùng, lý do cuối cùng đó là cái vấn đề mà bất kể một người kinh doanh nào hay là họ kiếm tiền qua mạng thì họ cũng đều lo lắng, đó chính là chất lượng sản phẩm đúng không các bạn? Mio đảm bảo một đổi một và thậm chí những nhà cung cấp của Mio rất là uy tín nha các bạn. Ví dụ như là Vichsan, ví dụ như những nhà cung cấp cho Bách Hóa Xanh. Đấy, thì những cái nhà này thì chúng ta còn phải lăn tăn gì nữa, đúng không ạ? Đấy. Và khi mà các bạn sử dụng công nghệ như thế này thì Mio cũng áp dụng công nghệ tương tự giống như là affiliate marketing, có nghĩa là các bạn có một cái đường link giới thiệu để các bạn đưa cho những cái khách hàng của mình để download app xuống. Thì khi khách hàng của các bạn đặt đơn hàng thì những bạn đặt
partner cũng có thể theo dõi đơn hàng ở trong đây. Và thậm chí thông qua app các bạn có thể nhắn tin và nói chuyện trực tiếp với khách hàng của mình luôn đó các bạn. Các bạn cũng theo dõi được những đơn hàng của khách hàng của mình luôn. Và cái việc mà theo dõi hoa hồng và theo dõi những cái khách hàng của mình ở trên đây được ghi nhận một cách công khai. Đấy, đó là một trong những cái ưu điểm của app Mio. Và nếu như bạn nào mong muốn trở thành đối tác của Mio thì các bạn hãy xuống phần mô tả, thì mình có để một cái bài viết vô cùng chi tiết cho các bạn, và các bạn chỉ cần đọc ở trong đó và các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của mình đăng ký, thì ở bên Mio sẽ cấp tài khoản partner cho các bạn. Và nếu như các bạn không biết sử dụng cái app này như thế nào thì mình sẽ có một video clip khác hướng dẫn các bạn cách sử dụng app Mio Partner để kiếm tiền tại nhà và làm sao để chúng ta có thể kiếm được nhiều khách hàng các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng các bạn sẽ follow và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Xin chào.